Em xin phép được Nam Anh đứng trước để các chị em kiểm tra chuối của anh trước. Bởi vì là ở đây là một cuộc chơi thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ lấy cái tiêu chí công bằng. Vậy thì bây giờ là em xin mời chị Hằng. Chị Hằng, đây Hằng, chị nên kiểm tra chuối của anh trước. Kiểm tra chuối theo cái đúng luật, mời chị nên. Bởi vì là anh thì buộc dài, anh thì buộc ngắn, anh thì không buộc. Alo. Tình hình thưa với bà con, to thì không lo bằng dài, mà dài thì không hại bằng cong. Của em nó cứ cong cong thế này. Xem các bác. Nhưng mà em không đồng ý anh giấu chuối ở trong quần. Đề nghị tất cả các anh bỏ chuối của anh ra. Anh nào có chuối thì mới được thi. Anh nào không có chuối thì không được thi. Được rồi. Rất rõ ràng. Cong thế. Cái này. Anh Vũ, mời anh ra. À dạ vâng, các anh cứ đứng yên nhá. Vì là sau cái này chúng ta sẽ có một cái chém gió mà đố các bạn ở trên đó sẽ đoán được chuối anh nào. Em chỉ chụp một đoạn dưới thôi. Đấy, sau đó chúng ta sẽ có một bài chém gió trên trang của chúng mình xem đố ai đoán được chuối anh nào. Chuối của ai mà khỏe nhất. Thực ra thì của anh Vũ em biết rằng là nó cong cong với kia nhưng mà chưa chắc là đã yếu nhất đâu. Đấy, to không lo bằng dài hài, không hại bằng cong. Còn anh Quang Mai thì anh đi từ Thanh Hóa ra đây nhìn chuối của anh kia thì mọi người cũng biết. Đúng không? Nó xê xuống hẳn với cái đầu gối này kìa. Không, không được, chị không được kiểm tra chuối. Chuối này không được kiểm tra chuối cạnh nào. Bởi vì là kiểm tra chuối thì tí nữa. Chị Thắng, đề nghị chị Thắng chủ trì cái vụ chuối. Bây giờ là các cặp với nhau, đề nghị các chị em. Chị em nào thích chuối của anh nào thì là chị em ấy lên đứng cạnh anh đó. Thật ra thì cái vụ này là vụ hên xui, bởi vì là chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở trong câu lạc bộ chém gió 24 giờ. Chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng là chuối nào to, chuối nào khỏe và chuối nào dai. Bây giờ chúng ta đang có đủ 10 thành viên chia thành 5 cặp. Chúng ta sẽ kiểm tra chuối của các anh câu lạc bộ chém gió 24 giờ. Bây giờ không, bây giờ sẽ cùng một lúc. Cùng một lúc. Không đúng ạ, bởi mời các anh các chị xuống đây bước thành hàng. Chuối này xin trân trọng kính mời các thành viên đứng hai hàng để chúng ta quan sát chuối của anh. À, em xin lỗi là chuối các anh đứng một bên và bóng các chị đứng một bên. Đấy, xếp hai hàng đi ạ. Dạ vâng, xếp hai hàng. Em cặp nào mà nổ trước có nghĩa là chuối của anh nào khỏe nhất là chị đấy đồng nghĩa với việc là cặp đôi đấy thắng. Dạ vâng. Đấy, em xếp hàng của anh đi. Không phải. Xếp đối diện nhau nhá. Dạ không. Bỏ đi ạ. Vâng. Anh với chị đứng đối diện nhau. Tiếp theo đi, cặp tiếp theo đi ạ. Đối diện nhau. Vâng ạ. Bây giờ là đến cuộc. Đúng rồi, chính xác. Nữ một bên, nam một bên. Dạ vâng, đúng vào. Bây giờ là chim một bên và dạ vâng. Chuối một bên và bóng một bên. Bây giờ nhưng mà em thấy như này không ổn lắm, bởi vì là chim ai cơ thể quên chuối to thì đứng ở trước đi. Anh Vũ, anh mời anh đứng ở trước, sau đó thì mình phải có anh Việt Hoàng, bởi vì là mình cũng phải có cái hình ảnh cho nó cân tí. Anh Việt Hoàng sau đó là đúng rồi anh. Rồi, các chị sẽ đứng theo các anh. Em bảo nhá, nếu như mà ai nổ trước là cặp đấy thắng, sẽ trao giải cho một cặp thắng cuộc tại đây. Và đứng đúng một cách đúng nhau một ô gạch nhá. Đứng cách nhau một ô gạch. Nào, và chúng ta cũng phải xem ai là người chuối kém nhất nổ sau cùng. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta phân người thắng cuộc đứng ở trên. Nhưng mà các anh phải làm cho quả bóng nổ hết. Chưa được. Riêng cái vụ này chưa được. Ai đừng có manh động, bởi vì là đây, không đây, được đây, manh động. Đây. Đề nghị chị em giơ tay lên để cho các anh chỉ sử dụng chuối thôi. Chứ chị em nào mà để vô tình các chị bóp vào cái quả bóng thì thực ra là không được. Các chị phải giơ hết tay lên để cho các anh chỉ sử dụng chuối. Các chị nữ thì giơ tay. Giơ tay, đúng rồi ạ. Các chị nữ giơ tay. Nào, cách đúng một hàng gạch, mời các anh đứng lại đi ạ. Đúng lại, ok rồi, đấy. Rồi. Em nghĩ là anh Vũ phải đứng gần vào hơn tí nữa, bởi vì là anh... Không, chị phải kẹp vào trong như chị cho tay, tất cả các chị cho giơ tay lên ạ. Các chị giơ tay lên ạ. Để lên trên cổ đi. Các chị để tay lên cổ đi. Các chị để tay lên cổ à, bởi vì là sao? Không, cổ khi mình nào cổ mà... mình. Để tay lên cổ mình nhá. Các chị để tay lên cổ à? Để tay lên cổ mình. Và thứ hai nữa là... Đây. Đã cách một hàng gạch đâu, phải cho lại tiến hơi gần. Không được. Ê, chị để tay lên cổ ạ. Để tay lên cổ. Ôi. Và chúng ta sẽ thi đến khi nào mà chuối của anh cuối cùng nổ. Bóng của anh cuối cùng nổ nhá.
chứ không phải là đùng một phát chúng ta giải tán đâu nhá. Bởi vì chúng ta cũng có những cái để kiểm tra xem. Chúng ta sẽ có một phần giải thưởng cho... Nào đứng cách một hàng gạch, Nghiêm Anh đứng dịch xuống đi ạ. Nghiêm Anh đứng dịch xuống. Anh Nghiêm Anh. Anh Việt Hoàng, anh đứng dịch ra một tí nữa ạ. Đứng đúng cách hàng gạch. Thì tay các chị này là... Rồi, đây này, cái chị ấy đứng dịch lên đi. Chị... Rồi, đứng dịch lên. Ok, ạ. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Đây, đợi nói lời chị ấy kia là bị sai phạm lên rồi anh. Vậy thì bây giờ là chúng ta sẽ có một đôi nhất. Đôi nhất thuộc về đôi Nghiêm Anh và... Anh Nghiêm Anh! Chuối của anh Nghiêm Anh khỏe nhất! Dạ vâng, cảm ơn. Chút nữa thì chúng tôi sẽ trao giải. Bây giờ mời cặp nhất lên sân khấu nhận phần thưởng của ban tổ chức luôn và ngay. Chúng tôi chưa xếp tí nữa. Tí nữa okay, chúng ta sẽ trao giải cho các giải, từ giải thời trang cho đến giải rồi. Ấy. Dạ vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Chút nữa thì chúng ta cũng sẽ có một trò chơi nữa. Giờ thì chúng ta quay trở lại với sân khấu với những bài hát.